đây cái kiềng đa năng, từ cầm giúp anh cái muốn chơi rồi thôi chưa lập được tốt lắm thì anh bỏ vô, anh chỉ cần bỏ vô cái này cho này nó sát rồi anh nhấn nhẹ cá mốt anh về kì nó kiếm tiền nó chứa bỏ cái chén cái này sẽ im rồi nè này á, mình đỡ công cho mỗi lần mình đi giờ á đỡ công nha dạ mình giờ mình chỉ cần cầm này mình đó mình qua cái là xong đơn giản nhanh chóng nữa tiện cho mình trong vấn đề mình cái mặt cái phát sinh nó nếu một số cái mặt nó không đều á mình phải di chuyển nhiều thì mình dùng mình lực cái chỗ nổi nữa chịu nổi chịu được 5 kg tại vì cái lực nó phải dựa vào cái này là chính à tại nhiều khi có cây nó cho muỗng nhiều á cho nó đầy sâu rồi nè cái gì nặng nặng á đè lên nó thấy lực nó tiện lắm này cái này là bình thường không có vấn đề gì đó đích đáng là đầy bình thường đó anh thấy không bỏ chén vô chén này nặng tầm bao nhiêu ta nên làm cái này thì được cái là thép thép mà quân kẽm trắng ba ly nên xài cái này xài hết cái đời cây cao su á không khi nào nó hư quá này thấy im à dạ giờ nó dễ nó đỡ công mình nữa nè dạ nên ví dụ mỗi lần mình giờ cái mình gỡ ra mình gắn lại nó cũng mau nữa dạ cái chì này của anh Vi Văn Đăng ở dưới Bù Đăng á nghĩ ra cái này mà em thấy hiệu quả sau cái phương pháp chì này nó là hiệu quả anh tốn nhẹ vô cái này đó tốn như cái đó xuống cái này xuống cái này đó nhẹ nhẹ đó quay mặt này thế mà cái này nữa nói cho anh thử là với cái này xài chung cái nắp nó dễ tại vì cái này nó hở ra khỏi cái cây một khúc nữa thấy không thì khi mà anh chụp nắp nước không theo cái thân cây vô trong cái đúng rồi mình để cái chén nó hở cái thân cây ra dạ. Thấy không mưa này kia ít nước vô hơn nữa nó vô chỉ được có đường muỗng thôi chứ ngoài ra là cái thân cây nó không được cái này cũng được trong chung này thì anh chỉ cần không là nước đâu vô đâu vô cây được tại nước cây không có chén không trên cái đó chùm vô trong cái chén rồi mình thành bình đẳng đã khi này xài bao bền có cái là giá trị nó cao nên sợ là dễ bị mất trộm thôi nếu mà vườn ở xa nhà mình quá còn cái này nếu mà vườn gần thì là hiệu quả ui Việt Nam sợ trộm á nhưng mà trộm này nó cũng khó lấy thì nó cọc cờ lắm anh cái này cái kìa nó cọc cờ lắm nên mà nó lấy lần 100 cái chở xe máy rồi nó chở nhiều khi nó lấy gì đó nó có con nhà đó nó lấy giờ chén này anh bị nó lấy hoài gì ba lên này nè nhưng mấy cái giường đó giường nó đầu trên nó đầu trên nó xa nhà đó thành ra nữa nó bị lấy hoài gì nhất là anh thấy để ba cái chén thành nó khúc bên kia luôn chứ không có để ba chén này nữa nhiều khi để ba chén này nó lấy hoài còn gần nhà đây không có gần nhà mình ở đây nó không bị bắt nhà người ta cũng không lấy trên trên sao đã nè bỏ vô nước mưa vô đó nè nó hở cách hở cho nhiều nè thì có 1 năm 2 năm năm ngoái làm đến giờ này mà chưa hết dòng cây luôn chưa hết dòng cây luôn vậy cho 1 tháng mấy mình 1 tháng mấy mà mình tha được có khúc gì mà hỏi cho sao mà không ăn không lo được đó có thêm cái nắp chóp với cái kia này là làm là cực kỳ hiệu quả đúng không cái lại thuốc thuốc quả phía mới cái kia này là xài là đỡ công rất là nhiều vậy chuyện với cái nắp nữa nắp chụp nữa nó chụp rồi mình đâu có giờ đâu mình cứ đi theo cái kiềng thôi cột vô cái kiềng giờ cái kiềng đâu rồi nó chụp đi theo đó nên là phải dời đỡ công đừng công nhiều hay đỡ công để kia mình bắt mua dây nè dạ. Mua dây nhỏ này cột quá nè mình phải cột mình cái lâu lắc đó là thì giờ bắt công cả mình giờ kiềng là mình phải tốn tiền cái này giờ kiềng mình đỡ tốn tiền hơn từ lúc mà đi làm mình về luôn mỗi lần mình đi làm đó mình đi giờ nó chớp là mình làm này luôn cái này là anh có thể là anh tự anh làm cũng được tự anh uống cũng được hết cũng đơn giản thì anh Vi Văn Năng có làm một cái clip đó để hướng dẫn mọi người làm cái này nè
Này mua kẽm về bẻ uống được một cái, mình có thể tự làm được mấy cái tháng không mua một ngày mình đâu có thời gian để làm ở này. Anh nói ra chứ luôn buồn, bây giờ còn đi chở mũ cho mấy đó, cái đám cạo này mình muốn công nhân nó cạo có mấy đám kia nữa. Rồi giờ chút nhà của mũ nhà của mình nữa, rồi bán mũ rồi chưa nghĩ được mớ miếng cái ngày nông vàng chiều đi phan nữa mình tranh thủ mà mình làm mình trang bị cho vui cái mùa của mình làm đỡ nó tịch hơn. Và cái này các quyền của anh Duy Văn Năng nên mọi người tôn trọng cái các quyền mà giống như mình làm nhưng mà công phu nổ vẽ được cái tiền này. Chúng tôi nói là tôi làm cái này xong cái này tôi nghĩ ra tôi làm mình phải gọi là biết ơn cái người mà đã làm để mà mình phổ biến cho mọi người. Không đấy, nó vẽ làm cũng đơn sơ mình cũng hay. Hay có cái là nó mình để cái chén nó không có dựa vô cây cao su được nè. Nó hỏi ra năm thằng nè, hỏi ra nước đâu trên thằng cây xuống nó đâu có vô được đâu. Tại vì anh để cái kiền kia là nó dựa vô như nè, không để mẫu cái đi phàn, mẫu cái lấy miếng cây độ này cho nó hỏi ra. Thì lâu mất thời gian mình lâu nữa. Ra bởi nhiều khi anh bẻ cái chân kiền nó cho nó hơi lục lục xuống nó, cho cái chén nó hở ra. Nó chứ còn dựa cái gì là mưa có mưa vào là xuống được chứ. Trên thân cây nè. Dạ. Mưa xuống vô chén nó chơi luôn. Trang bị này là ok. Rồi, xin chào mọi người nhé.